Đây là vẽ ai, mình có thể là tiết lộ sơ sơ không? À, đây là một hoa hậu anh ạ, Hoa hậu. mà đợt vừa rồi cũng em cũng rất là thích vì cô ấy có một câu chuyện rất là hay và cũng ủng hộ bão lũ rất là nhiều. Cái chất liệu này là gì ạ? À, cái này là keo không Keo à? keo keo này. Sau đó mình sẽ phun kim tuyến lên. Đúng rồi. Bạn chia sẻ là bạn sẽ phết keo lên. Và sau đó là sẽ phun kim tuyến lên và cô hoa hậu sẽ xuất hiện. Sau đó vẽ một bức tranh để tặng cho một cô gái. Nhưng mà cô gái ấy chê bức tranh nên là không chịu lấy. Và cuối cùng là từ cái vụ thất tình đó nên là anh lao vào hội họa với hy vọng là tài nghệ của mình ngày càng cải thiện và cô gái đó sẽ chấp nhận trở thành người yêu. Nhưng mà đến nay thì cô ấy ấy vẫn chưa có phản hồi gì hết. Ui trời, không ngờ kim tuyến phun lên cái nhìn đẹp ghê lắm á. Wow, rất là giống hoa hậu Kỳ Duyên, đúng không Tiến? À, đúng là đây là hoa hậu Kỳ Duyên. À, À, và cũng là là ở cùng quê Nam Định với em không? cùng quê Nam Định. Rất là đẹp, bức tranh rất là đẹp. Cái kim tuyến lần đầu tiên mà Phú thấy là nó tham gia vào việc tạo một bức tranh như thế này các bạn. Cái sắc vàng của kim tuyến làm cho bức tranh nó trông sang trọng và quý phái. Và dạo gần đây thì